Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Món Ngon Dễ Làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cua hấp nước dừa. Một món ăn ngon, cũng rất là dễ làm. Thịt cua thì rất là ngọt, ngon, ăn rất là bổ dưỡng luôn. Còn nước dừa có vị hương thơm, rất là đặc trưng, vị ngọt ngọt nè. Rồi kết hợp thêm một số gia vị và một số nguyên liệu khác nữa, tạo nên món cua hấp nước dừa rất là thơm ngon tuyệt vời. Món này ăn chơi cũng rất là ngon, hoặc là trong buổi tiệc gì đó mà có món cua hấp nước dừa thì ngon khỏi phải nói, còn gì bằng. Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có, hôm nay mình sẽ hấp 3 con cua với nước dừa. 3 con cua này rất là mạnh luôn. Mua cua Cà Mau á quý vị. Cua cái nè, hai con cua cái và một con cua đực. Chút xíu thì mình sẽ ngâm các con cua này qua nước đá để cho nó xỉu, rồi mình sẽ hấp với nước dừa nha quý vị. Rồi mình sẽ chà rửa cho nó thật là sạch luôn. Đó, quý vị thấy con nào con nấy cũng rất là mạnh luôn. Các nguyên liệu khác thì gồm có một trái chanh mình đã chẻ ra sẵn rồi đó quý vị, củ hành tím, các tép tỏi, muối tiêu, muối bột, bột ngọt, bột niêm, đường cát, dầu ăn và nguyên liệu không phải thiếu đó là tô nước dừa nè quý vị. Rồi mình sử dụng khoảng nửa tô nước dừa này là được rồi nghe quý vị, cũng khoảng hơn một chén nước dừa quý vị. Các nguyên liệu để làm món cua hấp nước dừa thì cũng rất là đơn giản. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nghe quý vị. Và mình sẽ cho nước lọc vào trong hào cua. Mình cho hơi ngập ngập lên mịn cua là được rồi nghe quý vị. Rồi sau đó mình sẽ cho nước đá vào. Nước đá tủ lạnh ở nhà mình luôn. Ba cua này thì mình cho khoảng 2 cục nước đá là được rồi nghe quý vị. Một cục hơi lớn và một cục hơi nhỏ hơn tí. Đủ lạnh là cua nó sẽ xỉu nghe quý vị. Khi mà mình ngâm cũng khoảng 3-4 phút. Và trong lúc mình ngâm á quý vị, thì mình để cua trong cái nước đá rồi mình chà rửa luôn nghe quý vị. Mình chà lên mình cua cho nó thật là sạch luôn. Phía trên, phía dưới, các cái càng và các cái ngẽ ngách của càng nha quý vị. Mình chà cho nó thật là sạch luôn. Mình làm cho con cua nó xỉu rồi mình luộc theo như cách của nhà mình đó quý vị. Thì nó sẽ rất là an toàn, nhất là đối với các chị em phụ nữ. Tại vì các con cua nó rất là mạnh. Nếu mà mình giết nó rồi mình hấp thì nó sẽ không có ngon bằng nha quý vị. Khi mà mình làm cho nó xỉu rồi mình luộc thì cua nó sẽ ngon hơn, thịt nó sẽ ngọt hơn. Khi mà các con cua đã xỉu rồi thì mình sẽ mở dây ra từng con luôn nha quý vị. Rồi mình cũng chà rửa cho nó thật là sạch luôn. Và cái thời gian mà mình ngâm cua trong nước đá quý vị thì nó cũng khoảng hơn 20 phút nha quý vị. Cho con cua nó thật là xỉu luôn. Đợi hồi mình hấp thì nó sẽ không có bị gãy càng. Củ hành tím thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn để nữa mình phi. Các tép tỏi thì mình cũng đập cho nó dập dập ra luôn, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn để nữa mình phi chung với hành tím nghe quý vị. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên. Hôm nay mình hấp cua biển của mình trong cái chảo này luôn nha quý vị. Mình cũng cho dầu ăn vào. Khi mà dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên cái phần tỏi và hành tím nha quý vị, để cho nó vàng đều lên.
Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi và hành tím nó cũng đã vàng óng ánh rất là thơm rồi. Thì mình sẽ cho nước dừa vào. Thì mình cho cũng khoảng nửa tô nước dừa nghe quý vị. Cũng khoảng hơn một chén nước dừa. Rồi sau đó mình cho các gia vị vào luôn. Thì mình cho cũng khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối bọt vào. 1 phần 3 muỗng cà phê bột niêm. 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt. Và khoảng nửa muỗng canh đường cát. Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ tan hết trong cái chảo nước dừa luôn. Mình hấp trong cái chảo này luôn cũng được, hoặc là mình hấp cách thủy, hay là mình hấp trong cái nồi cũng được nghe quý vị. Và bây giờ nó cũng đã rất là sôi rồi, thì mình sẽ cho các con cua vào. Đó, nãy giờ mình ngâm các con cua này quý vị, cũng đã rất là xỉu rồi. Thì mình sẽ cho hết các con cua vào luôn. Mình ngâm thời gian tối thiểu cũng khoảng 20 phút nha quý vị. Cho con cua nó thật là xỉu luôn. Như vậy mình hấp á, khi mà nó tỉnh lại thì nó cũng không có ngoe ngoải nhiều, thì nó sẽ không có bị gãy càng nghe quý vị. Và sau một hồi hấp nè quý vị, cũng khoảng 2-3 phút thôi, mình chỉ mở ra hâm chừng thôi nghe quý vị, cái ăn cua nó cũng hơi tỉnh lại rồi. Và mình hấp thêm cũng khoảng 10 phút nữa. Và tổng cái thời gian mà mình hấp thì cũng khoảng hơn 20 phút nha quý vị. Cũng khoảng từ 20 đến 30 phút. Và bây giờ mình chở các ăn cua khoảng một lần thôi. Đó quý vị thấy hấp nãy giờ khoảng hơn 10 phút mà các ăn cua nó còn ngoe ngoải nữa đó quý vị. Và sau nãy giờ thì mình hấp cũng khoảng hơn 20 phút rồi. Và các ăn cua hấp nước dừa của mình cũng đã chín rồi nè quý vị. Và bây giờ mình sẽ tắt lửa luôn. Chuẩn bị mình gấp ra dĩa để mình dùng. Hôm nay mình hấp trong cái chảo nước này luôn nghe quý vị. Hoặc là quý vị có thể hấp cách thủy cũng được. Hoặc là mình hấp trong cái nồi, hay là mình hấp trong cái chảo như nhà mình cũng được luôn. Đó, mình gấp hết bàn cua ra luôn. Bàn cua này thì cũng khoảng 800g á quý vị. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Màu cua rất là đẹp. Đỏ vàng óng ánh luôn. Đó, quý vị nhìn thấy các con cua nè. Màu sắc rất là đẹp tuyệt vời. Chẳng những ăn ngon, màu sắc đẹp thì nó sẽ thu hút hơn nha quý vị. Và món cua hấp nước dừa của mình sẽ chấm với muối tiêu. Rồi mình cho chanh vào. Muối tiêu nhà mình có sẵn cho nên mình không phải làm muối tiêu nha quý vị. Đó, và bây giờ mình quay cận lại từng con cua nè. Các cái càng là nó còn nguyên luôn nha quý vị. Không có gãy càng nào hết. Và cái màu cua thì rất là đẹp luôn. Khi mà mình hấp với nước dừa quý vị, trong lúc mình phi mình cho dầu vào á, nó sẽ góp phần tạo lên cái màu của con cua rất là đẹp và rất là thu hút, rất là ngon tuyệt vời. Và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi kênh Món Ngon Dễ Làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình. Và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều.